Chào bạn, trong video số 30 này mình xin giới thiệu đến bạn ván đấu giữa danh thủ Hồ Bình Hoa đại chiến danh thủ Vũ Hoa. Cho ván đấu này danh thủ Hồ Bình Hoa cầm đỏ đi tiên, Vũ Hoa cầm đen đi hậu. Diễn biến của ván đấu diễn ra sau, mời các bạn theo dõi. Trong vào đó này, danh thủ Hồ Vinh Hoa đã phế một xe để đổ lấy một pháo và một mã của bên đen để tạo thế công toàn diện, làm cho danh thủ Vua Hoa chống trả quyết liệt. Đến đây thì Vua Hoa đành buông cờ đồng hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.